làm gì mà trắng thế, bây giờ là đen rồi, đấy, đấy, đó đó. Đấy, vừa lòng chưa? Đen rồi đấy. Đen xì lì luôn rồi. Này, nhây răng này, có hai cái răng nữa ta này. Mới bảo là anh trắng thế, ban tổ chức tắt luôn điện. Đấy, sao đừng có khen, sao anh trắng thế. Chết thật. Bây giờ tình hình là như nào thôi, không biết rồi. Bây giờ là chương trình do ban tổ chức đang đợi ban tổ chức báo về có hát tiếp hay không. Hát bài cho anh em mùa đông không lạnh anh ơi. Bây giờ mất điện rồi, hát vẫn live stream bình thường á. Cười trắng ấy. Hết tiền điện không biết là như thế nào. Tâm sự đi anh, ui giờ này tâm sự nữa. Trời, kể chuyện ma. Thôi tắt đi ngủ. Lôi ở lại đây, Lôi lại đây. Đây Lôi này, Lôi. Răng Lôi trắng nhỉ? Thế đi nào. Đi chơi đi, đi chơi với Tuti đi. Tuti bà nha. À Tuti bà nha. À Tuti tắm rồi, đang tắm à. Ôi thôi cả nhà nha, bây giờ là mình kết thúc livestream nha cả nhà. Cảm ơn tất cả mọi người. Buổi tối livestream ngày hôm nay cả nhà mình rất là nhiều luôn đấy. Đấy. Cảm ơn tất cả mọi người. Thôi, bye bye cả nhà nha. Chúc tất cả mọi người buổi tối thật là vui vẻ. Tại vì sao mình cũng mệt rồi, giọng cũng bể rồi, không nói được nhiều nữa. Tất cả mọi người, cảm ơn tất cả mọi người nha. Bye bye nha, bye bye các